Xin chào tất cả các quý khách hàng yêu quý của Thẩm mỹ viện quốc tế Eva Sinh. Ngày hôm nay thì Hương Trà đang có một chương trình vô cùng đặc biệt, đó là chương trình tặng quà cho khách hàng may mắn nhất của Eva Sinh trong chương trình tri ân khách hàng nhân dịp cuối năm vào ngày 31 tháng 12. Vừa rồi thì Eva Sinh đã trích ra 100 triệu đồng để gửi tặng cho khách hàng, những khách hàng đã yêu quý, tin tưởng lựa chọn Thẩm mỹ viện quốc tế Eva Sinh và đồng hành với Eva Sinh trong suốt năm 2022. Và ngày hôm nay thì Hương Trà đã mời chị Loan là khách hàng may mắn trúng thưởng của Eva Sinh, trị giá lên tới 33 triệu đồng. Đó là một liệu trình điều trị nám trắng hồng và một gói liệu trình gội đầu dưỡng sinh trị giá 3 triệu đồng. Và bây giờ thì chị Lê Vũ Hương Giang là giám đốc của Eva Sinh chi nhánh Yên Bái sẽ trực tiếp trao thưởng và tặng quà cho chị Loan ạ. Em mời chị ạ. Em chúc mừng chị. Đây. Trước tiên thì chị Loan sẽ nhận một phần quà là trị giá là 30 triệu đồng. Đây là phần thưởng mà chị Loan đã giành được, là người đặc biệt trong cái buổi live stream ngày 31 tháng 12. Đó là một trị liệu điều trị da trắng hồng sau điều trị nám của chị Loan và một gói gội đầu dưỡng sinh là 10 buổi trị giá là 3 triệu đồng. Ngoài ra thì Eva Sinh còn gửi tặng rất là nhiều cái phần quà cho chị, không chỉ chị Loan mà còn rất là nhiều quý khách hàng đã nhận được phần thưởng của Eva Sinh trong năm 2022. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe cảm nhận của chị Loan khi mà nhận phần quà của Eva Sinh nhé. Chị Loan ơi, chị Loan có để cho Eva Sinh được biết là cái cảm nhận của chị như thế nào khi mà chị nhận được phần quà của Eva Sinh được không ạ? Chị đang rất là hồi hộp và xúc động khi mình là người duy nhất được nhận những giải thưởng trị giá tới 33 triệu. Và hiện thì mình đang điều trị cái liệu trình điều trị nám ở Eva Sinh được hơn 3 tháng rồi. Thì hiện tại mình cảm nhận được là cái làn da của mình cải thiện rõ, rất rõ. Nám thì mờ hẳn. Còn mình cảm thấy rất tin tưởng khi đến với Thẩm mỹ viện Eva Sinh. Mình đã cũng mong hết Tết đến rồi thì đầu xuân mới thì mình chúc cho Thẩm mỹ viện Eva Sinh luôn dồi dào sức khỏe này và gặt hái được nhiều thành công, và đặc biệt là chúc tới chị em Trang tổng giám đốc Eva Sinh xinh đẹp luôn sức khỏe, nhiều sức khỏe này và cũng thành công trên con đường sự nghiệp của em. Chúc cho Thẩm mỹ viện Eva Sinh mãi mãi thành công và thật nhiều may mắn. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị Loan ạ. Mọi người có thể thấy rằng là chị Loan là một trong những khách hàng thân thiết của Thẩm mỹ viện Eva Sinh, và chắc chắn là sau cái buổi nhận quà ngày hôm nay thì chị Loan vẫn sẽ đồng hành cùng với Eva Sinh nhân suốt trong năm 2023. Và nhân đây thì Eva Sinh cũng xin được cảm ơn chị ạ, gửi lời cảm ơn chị đã tin tưởng lựa chọn Eva Sinh cũng như là đồng hành với Eva Sinh suốt trong năm 2022 và sắp tới là năm 2023 ạ. Chúc chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe trong năm mới ạ. Chị cảm ơn. Xin chào. Xin chào.